đang chạy xe ôm, chàng trai rơi nước mắt khi đọc được dòng tin nhắn của mẹ. Mới đây, một chàng trai đang tất bật với những cuốc xe đêm để kiếm thêm đôi chút đỉnh tiền trang trải trong cuộc sống, thì bất ngờ nhận được dòng tin nhắn quan tâm từ mẹ. Con đã ăn tối chưa? Mẹ mới xem được cái này. Bây giờ kiếm việc khó lắm, nên dù có mệt cũng phải cố gắng. Không có việc rồi chạy ship cực lắm con. Do tình cờ người mẹ đọc được thông tin chia sẻ về những khó khăn trong cái nghề xe ôm công nghệ, nên mẹ đã lo sợ rằng con trai đang ở xa nhà cũng sẽ bị người ta làm khó nếu như con cũng làm cái nghề chạy xe ôm. Đoạn tin nhắn bất chợt của mẹ đã khiến cho chàng trai bỗng cảm thấy say sát trái tim của mình lại. Nỗi lo sợ của người mẹ không phải chỉ còn là nỗi lo vô hình, vì hiện tại anh cũng đang là một shipper, chỉ có điều mẹ anh không hề biết. Đọc xong dòng tin nhắn, nuốt ngược nước mắt vào trong, cùng vài ổ bánh mì không với sữa đặc, anh lại tiếp tục trở lại với công việc của mình. Công việc mà anh đã cố gắng giữ bí mật với chính mẹ của mình. Càng trưởng thành, chúng ta lại càng có nhiều thêm những bí mật không thể chia sẻ với gia đình. Không phải vì nó xấu xa, mà chỉ bởi vì nó quá đỗi bình thường, đến mức bản thân sợ rằng sẽ khiến cho ba mẹ buồn lòng vì điều đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.